Xin chào các bạn, hôm nay đồ chơi di động sẽ giới thiệu các bạn cái bộ đôi ốp chống sốc dành cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra đến từ Verus. Verus bây giờ còn gọi là nó chỉ tắt lại là VRS Design nha các bạn. Đó là của một cái ốp của cái hãng phụ kiện rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Nói chung là nó cũng rất là lâu đời rồi, cũng ngang ngửa như là Ringkey hay là Espeon, nhưng mà nó định vị ở một cái phân khúc cao hơn. Đó, nó giá thành và chất lượng nó được cao hơn hai cái đối thủ còn lại một xíu và được định vị cũng ngang với lại UAG. Chúng ta sẽ có bộ đôi, nữa là ốp mờ, hai loại ốp, một loại ốp trong ha, ốp trong chống sốc, và hai loại ốp gầm hố khác. Đó là ốp mà cái dòng để mình coi nào, hai cái là đều là cái thuộc cái dòng mà Teragear, nhưng mà một cái là Gear Series, một cái là Crystal Series. Crystal là dòng trong, còn cái kia là dòng mà cái dòng mà chống sốc hầm hố, nó có màu đen như thế này ha. Ok, cái hàng phân phối tại Việt Nam được phân phối bởi One Hi VN nha các bạn. Cái hãng này là nó phân phối cả Zilog nữa đó, Zilog và VRS và một số cái thương hiệu khác. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ qua hai chiếc ốp. Nếu bạn muốn mà khoe màu máy á, thì các bạn có thể dùng chiếc ốp trong này. Và cái cảm giác đầu tiên khi mà cầm cái ốp trong này lên thì cực kỳ nó rất là chắc chắn nha các bạn, và đặc biệt là không có thể nào rớt được, bởi vì nó có hai cái grip, có hai cái grip mà chống trượt ở đây, cầm rất là êm và rất là bám tay. Và tương tự với chiếc ốp dòng gơ này, nó cũng có grip grip này bằng cao su, nhìn đẹp hơn như cái bánh xe vậy đó. Đó. Và tất nhiên là dòng ốp chuyên chống sốc nên các bạn phải chấp nhận là nó sẽ hơi hầm hố một chút xíu. Tuy nhiên thì tất cả những cái yếu tố chống sốc nó đều hội tụ đủ. Như các bạn thấy là cái phần camera nó được làm nhô cao rất cao, rất cao lên ha. Rồi những cái góc bốn góc này nó được làm những cái dạng airbag, những cái túi khí dạng chống sốc này đó, bốn góc đều có hết. Và rớt xuống thì cảm giác nó rất là êm, tiếng rớt nó nghe nó rất là chắc, nó không có cái cảm giác nghe tiếng chát chúa từ cái máy rồi vang ra do những cái ốp mỏng mà chúng ta sử dụng. Và ở trong này thì các bạn thấy là cái thiết kế ở mặt trong của nó cũng rất là đẹp, và có những cái rãnh để chúng ta thoát nhiệt rất là tốt. Các bạn không phải lo việc mà nóng khi mà gắn những chiếc ốp này. Và thực sự thì cầm trên tay mình cảm thấy là lúc đầu mình nhìn qua hình đó, mình chưa nhập về thì mình thấy cái này nó khá là xấu, cái grip này nó khá là xấu, nhưng mà thực sự khi cầm trên tay mình cảm thấy rất là dễ chịu và nhìn nó cũng khá là hài hòa, không đến nỗi mà xấu như cái trên hình chụp demo lúc đầu đó. Rất là đẹp các bạn ha. Cái lưng nó là lưng dạng cứng nha, lưng cứng mà cũng có được độ dẻ đàn hồi nhất định rất là tốt, và cái viền nó là viền dẻo hơn nhưng mà cũng rất là chắc chắn. Đây là những cái vị trí chừa ra cho phần loa dưới, cộng sạc ngay cắm bút của S2 Ultra. Và chúng ta sẽ có tiếp theo là một chiếc thuộc dòng G. Cái dòng này nó rất là cực kỳ là hầm hố, và nó mình nhìn nó được làm hoàn toàn là từ nhựa, nhưng mà nó rất là đẹp, nhìn có cảm giác nó sao mà nó từ những cái chất liệu khác nhau á, tức là nó cái độ giả chất liệu của nó rất là đẹp, nhìn cái cảm giác này như là một cái dải cao su mềm vậy đó, nhưng thực chất là nó vẫn là nhựa nha các bạn. Và cái ốp này nó có hai mảnh, mảnh cứng ở bên ngoài và cái mảnh chống sốc ở bên trong đó. Cái thương hiệu VRS được in ngay trực tiếp ở trên này đó, rất là đẹp luôn. Và tất nhiên là ốp chống sốc, cái này nó chống sốc còn tốt hơn cả cái kia đó. Các bạn thấy là nó rất là dày, nó dày, và nó mặt trong của nó là một cái dạng cao su mềm, nhưng mà mềm và cái gì nó lõm xuống chỗ này thì nó thoát nhiệt rất tốt. Những vị trí này nó vừa ra để thoát nhiệt rất tốt, và chúng ta không hề lo lắng chúng ta sử dụng máy lâu chúng ta sợ nóng chơi game thì không cần phải tháo ốp ra làm gì đó. Đây là phần đuôi ốp dưới nè các bạn thấy đó, cái phần camera nhô cũng nhô lên rất là cao. Mà cầm chiếc ốp này trên tay thì dành cho những bạn mà đi đi chơi đi phượt này nọ, những bạn mà dương mô tô gì mà mua S2 Ultra thì gắn ốp này rất là đẹp. Ngoài cái UAG dòng mới mình thấy nó cũng rất là đẹp thì cái ốp này cũng không hề kém cạnh, và cái giá của nó thì nó lại dễ chịu hơn UAG rất là nhiều.
Các bạn thân mến, cái phần giới thiệu hai chiếc ốp chống sốc của VRS dành cho chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra của đồ chơi di động đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip khác nha.